và phòng học số 4. Mỗi phòng sẽ có những cái chức năng hoặc những cái lớp dạy khác nhau. Và phòng học số 5. Mọi người có thể nhìn thấy trường rất nhiều phòng đúng không ạ? Rất nhiều phòng học để cho các môn khác nhau. Phòng số 7 có thể là dành cho các bạn học bên IT. Có cả phòng máy tính riêng để cho học sinh có thể học tập và nghiên cứu. Còn đây là phòng tư vấn dành cho sinh viên. Các bạn có thể tìm một giáo viên hướng dẫn ở trên này và mình có thể tư vấn các vấn đề về trường hoặc về ngành của mình hoặc các vấn đề các bạn gặp phải trong lúc học tập. Đây là phòng ăn trưa, nhà bếp và đây là phòng thư viện và mời các bạn có thể tìm kiếm các nguồn tài liệu tham khảo khi các bạn học tập và việc. Và đây là văn phòng thiết bị của trường, phòng marketing. Đây là phòng quản lý. Và phòng đây là phòng của giám đốc, của CEO của trường. Mình có hai phòng. Các phòng dành cho các bạn muốn làm bếp ở những cái nhà hàng hoặc khách sạn lớn. Các bạn sẽ được tập làm việc đây. Bên đây còn có phòng dành cho các bạn học chăm sóc sức khỏe. Các bạn sẽ học chăm sóc sức khỏe cho những người mà bị khuyết tật hoặc là cho người cao tuổi. Phòng có các thiết bị cần thiết như là các loại thuốc men mà bác sẽ thường dùng dành cho cái người mà mình cần chăm sóc với những ngành chăm sóc sức khỏe. So with Blue Lotus College, we meet your passion with excellent learning opportunities. So for the parents in the room, this is my question. What are your concerns or fears in sending your children to study abroad? Vâng, chị có một câu hỏi dành cho các vị phụ huynh ở đây là các bạn, các vị có lo lắng gì khi mà gửi con mình đi du học ở nước rất là xa như nước Úc không ạ? Yeah, what are their concerns? Any parent in the room? Ok, ở đây ngày hôm nay thì có sự tham dự của một vài các phụ huynh đang xuất hiện ở khu vực này. Vâng, xin mời chú ạ, cháu mời chú đây không? Chú là phụ huynh đúng không ạ? Cháu mời chú đây. À, đây này, có bên chỗ này, vâng ạ. Đây rồi ạ, một vài phụ huynh hôm nay đến có mặt rất là sớm, rất là quan tâm đến chương trình chúng ta. Em cháu mời chú đứng dậy đúng không ạ? Chú có thể chia sẻ là chú đến từ đâu và ngày hôm nay thì chú có quan tâm như thế nào đến chương trình ngày hôm nay và muốn được lắng nghe cái điều gì? Tên là Ngô Phúc Hùng, chú ở Thế Thương Nguyên. Chú muốn hỏi là tất cả những con em của Việt Nam nói chung của đất nước mình nước trong Đức làm việc thì cũng như học tập thì cái vấn đề này đầu tiên là khi mà trong quá trình học tập của sinh viên thì các cháu nó có sức khỏe, được trước tiên là sức khỏe nó có vấn đề đó thì có được kiểm tra được thường xuyên kịp thời hay không và có được chăm sóc một cách tốt nhất hay không. Đấy, còn theo chú được biết thì đến hôm cái đất nước Úc thì cũng là một đất nước mà hiện tại bây giờ rất là tuyệt vời, là một đất nước có nền văn minh và là mến khách. Đấy, nhưng mà đó là tất cả những con em sang Úc học tập thì cũng là trăn trở bố mẹ là trước tiên là học tập này, thứ hai là cái sự quản lý ở nhà trường đối với sinh viên như thế nào, rồi là khi các cháu là nó có sức khỏe nó ốm đau thì sự chăm sóc và sự quan tâm của nhà trường đối với học sinh đó ra làm sao, đó là những cái một hai yếu tố đó là sự trăn trở của bố mẹ đối với mình khi ở xa quê. Vâng, cảm ơn chú. Mời. Hi, it's me, Lâm Hùng, and he wonder whether the
His student have a sick or an ill or something. The way the school care about health and do they have some health assistance? Yeah, we can address that actually, sir, because the Australian government really requires a student to have health insurance. For every student visa, the student has to have the health insurance. And in our school, we also have our own clinic. Yeah. Vâng, cho từng visa có, cho từng visa mà Bộ Chính phủ đã chấp nhận qua Úc thì tất cả các bạn phải mua một cái bảo hiểm để cho du học sinh trước khi các bạn sang Úc rồi ạ. Nên là đấy là sự quan tâm đến Chính phủ. Còn về trường thì mình có cái phòng phòng y tế dành cho học sinh đấy ạ. Vâng, các bạn có thể đến đấy. And perhaps to the other parents, one concern will be the location of the school, right? Có vị phụ huynh nào muốn hỏi về cái địa điểm của trường mình nó như thế nào không ạ? Liệu nó có gần trung tâm hay là nó ở vùng xa xôi như thế nào không? And I'm proud to say that our campus, Blue Lotus College, is situated at the heart of the city. Vâng, trường mình thì cả hai cơ sở đều nằm ở vùng trung tâm, như vùng của đông đúc nhất của Cao Bình. Không phải là vùng xa xôi chẳng hạn, hay là vùng khó có những cái sự hỗ trợ y tế hay là những khó để tìm một công việc để làm thêm trong khi mình đi học. So it's close to the cafes, to the restaurants, to the bars, to the city, and even the student accommodation. À vâng, những trường này hầu như ở quanh trường mình có tất cả những cái tiện nghi mà mình cần, như là quán cà phê, nhà hàng, siêu thị hay thậm chí là nơi ở của sinh viên cũng rất là gần trường. Các bạn không phải đi quá xa để bắt buýt hay là dậy sớm để mình đi đến trường đó. And when it, and as you may know, the Australia permits a student to work. So if they will study, they can also work at the same time. So the campus is located in the heart of the city, and there are work opportunities around. Vâng ạ, và trường ở trung tâm nha. Những công việc tạm tìm kiếm có thể ở ngay gần trường thôi, bạn không phải đi quá xa, vừa đi học vừa đi làm. Và cái thời gian di chuyển giữa công việc và học tập nó cũng sẽ ngắn hơn. Các bạn sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi hơn, chứ không phải mất quá thời gian quá nhiều để di chuyển. And the tram stop is everywhere in the central business district zone. So they can ride it for free anytime, anywhere. Và quanh trường, hầu như cái khu vực quanh trường nó đều có rất nhiều những trạm xe điện. Các bạn có thể đi trên đấy và với cái thẻ học sinh của mình, các bạn có thể đi miễn phí bất kể nào, bất kể đi đâu. And when I see that the campus location is very convenient, it's because one of the famous landmarks in Melbourne, Queen Victoria Market, is just across the campus, Blue Lotus College. Vâng, và chân hình là hai cái khu vực rất là nổi tiếng ở Melbourne. Thứ nhất là chợ của Queen Victoria, thứ hai là cái ga trung tâm Melbourne. Vâng, đấy hai địa điểm rất là nổi tiếng và nó cũng ở rất gần trường. Nó ở khu trung tâm của Melbourne. And another thing is the central station, one of the central station of Melbourne is 7 minutes away from Blue Lotus College. So that's how convenient the location is. Và cái ga trung tâm của Melbourne là chỉ cách trường có 15 phút đi bộ thôi. 7 minutes. Chỉ có 7 phút đi bộ thôi ạ. 7 phút đi bộ từ trường cho tới ga thôi. And for the parents here, you'll be assured of the safety if your students are walking within Melbourne. Vâng, và cái an ninh của cái khu vực Melbourne trung tâm này cũng rất là tương đối an toàn khi mà các bạn có thể đi bộ thoải mái quanh đây và không gặp vấn đề như là móc túi hay là trộm cướp giật. Trung tâm này nó khá là nó trung tâm và cái an ninh của nó làm rất là tốt. So again, these are our facilities. I'll just go over them quickly. And this is our second campus location. So
Vâng, và để đáp ứng cái nhu cầu học tập của các bạn, trường đã mở cái cơ sở thứ hai cũng ở Melbourne và cũng ở khá là vùng gọi là trung tâm của Melbourne ạ. So for the guy that who answered a while ago, if you have friends already in Melbourne, you have more friends because our two campuses can occupy 1,400 students. So you have more friends. Câu số 2 thì bạn có thể bạn vừa nãy trả lời đấy, bạn có thể có thêm nhiều bạn nữa. Bởi vì nếu bạn ở câu số 2, bởi vì trường có tận hơn tầm khoảng 1,400 học sinh đã đang ở câu số 2 rồi. You have more classmates from all over the world. Từ tất cả các nơi trên thế giới, ở trường nhận học sinh từ rất nhiều nơi, không chỉ ở Úc, ở Việt Nam mà còn ở các nước khác nữa. Okay, so any raise of hands here who wants to be a chef someday? Who wants to be a chef, a cook, my who wants to own a restaurant? Chị mới hỏi là ở đây có những ai muốn làm đầu bếp trong tương lai không? Nga muốn làm đầu bếp giơ tay lên ạ. Yeah, okay, nice. Okay. So, one of the course and programs that Blue Lotus College is offering is our hospitality program. So you will be getting certificate 3, certificate 4 in commercial cookery, kitchen management, and diploma of hospitality management. And these are your career opportunities after you graduate from the hospitality course. Đây là chương trình học của khóa nhà hàng khách sạn của Blue Lotus. Và ở đây mình có các khóa như là ở sub 3, sub 4 và ở diploma. Cái khóa bạn nhận bằng tương đương với bằng cao đẳng Việt Nam mình, bằng cao đẳng nghề Việt Nam. Và ngoài ra ở đây còn có những cái cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, mình có thể làm việc ở nhà hàng, quán cà phê, những cái khách sạn, và thậm chí là những làm đầu bếp ở Paris. Okay, so for the hospitality course, this program runs for 2 years. So you can study for 2 years, you can also work at the same time and earn money for 2 years. Và khóa học sẽ kéo dài trong 2 năm và bạn có thể đồng thời vừa học vừa làm, đồng thời trong khoảng thời gian 2 năm này. And for this package, you will be there is a skills assessment. Meaning, after you graduate, you can have full time of work for another 2 years. Và sau khi tốt nghiệp, các bạn cũng sẽ có thêm 2 năm nữa để làm việc toàn thời gian ạ. Toàn gian ở Úc là mình có thể làm 40 tiếng một tuần ạ. Toàn thời gian trong vòng 2 năm sau khi bạn tốt nghiệp. So for the two students who raised their hand a while ago, they want to be a chef or a cook or wants to own a restaurant, then I suggest you check this course on our website, and also Study Central can give you the details as well for the specific of this course. Vâng, với hai bạn vừa tay nãy mình có thể lên website của trường mà kiểm và xem các thông tin về trường. Bạn có thể dùng Google dịch để mình có thể chuyển sang tiếng Việt nếu bạn chưa biết tiếng Anh. So, anyone here also good in math or in numbers? Vâng, đây có ai giỏi toán không ạ? Toán thông tin ạ? Vâng, giơ tay lên ạ. Anyone interested? Bạn có hứng thú về toán tin ạ? No one? Okay. But if you are interested to take up accounting and finance and bookkeeping, I'm sorry. That's on the next slide. Okay, who here? I'm seeing a lot of students back there into their cell phones playing, and also maybe you are thinking of doing programs or anything. Who is into IT or the digital IT world? Có ai hứng thú đến ngành công nghệ thông tin không? Muốn làm IT hay là no, not you. Yeah, definitely not you. Who's into information technology? Alright, so the second course that Blue Lotus College is offering is information technology. So we have diploma and advanced diploma. Our subspecialty for IT is network telecommunication engineering. So
So this is a 3-year program. But if you would just be getting the advanced diploma, then it is a 2-year program. Vâng, đây là chương trình 3 năm dành cho IT, nhưng mà nếu các bạn muốn học chương trình nâng cao sau, nếu bạn các bạn có đảm rồi và bạn apply chương trình này, bạn theo học cái khóa mà nâng cao của IT chỉ có 2 năm thôi. And can you also translate the career opportunities if they will be getting this course? Và cái cơ hội nghề nghiệp trong tương lai của cái ngành này, bạn có thể làm rất nhiều việc như là kỹ sư mạng, đúng không ạ? Với cả chuyên gia an ninh mạng, những cái ngành mà rất là cần thiết hiện tại. So again, for those who like math, like numbers, who wants to pursue in the area of accounting and bookkeeping, Blue Lotus College third course is this one. You will be getting a certificate 4 in accounting and bookkeeping and diploma of accounting. Và đây là ngành kế toán là quản lý hồ sơ đấy ạ. Mình có khóa học là. So this program runs for 2 years also. Vâng, mà chương trình này là chương trình 2 năm. Thì 2 năm mà mình có tuyển sinh hàng tháng đấy, đúng không? And are anyone in the house is business minded, who wants to own an agency someday, just like Sir Kevin? Yeah? Or wants to own your own salon or anything? Who wants to have a team of people to empower them? Ở đây các bạn nào hứng thú về ngành quản lý hoặc quản lý quản trị, về sau mình có thể là một CEO, đúng không? Quản lý mở công ty. No one? No one is interested? No one? What course would you like, guys? Let me know, what course do you like? Can I hear from this group? Can you ask them what course do they like? I want to hear from the other side, because I only hear this guy and that guy who has my attention, but this on the other side, what course do you like, guys? Before I proceed. What do you want to be? Dạ, em tư lương người đóng vào. Dạ. Dạ, người đóng vào. Dạ, hiện tại là em đang là sinh viên năm 2 ở trường. Thì được đó là em đang học ngành điện nhỉ? Students from here are kind of shy. He's graduating electricity already. To say, he's sophomore. Yeah. Okay, but what course would he like to take in college? He's find some more information about electricity and IT. Okay, so the previous course is for him. Okay, so if ever guys you would want to have a course in leadership and business and management, then this course is for you. Next will be another kind of business and management packages. And also this one, once you want to pursue a higher education for leadership and management. But for those who have a passion to care for other people, especially for our elderly, then we have our healthcare course for individual support and disability, and also for our community services. So can you share what opportunities that they will be having? Vâng, và đây là các bạn có thể nhìn thấy trên là mình đang ngành chăm sóc sức khỏe, dành cho chăm sóc hỗ trợ sức khỏe dành cho những người bị khuyết tật. Các bạn có thể
thấy là cái tỷ lệ khuyết tật bây giờ nó vẫn rất là cao, tỷ lệ cố định hàng năm đúng không ạ? Và tất cả những người như vậy sẽ cần một cái sự chăm sóc đặc biệt dành riêng cho họ. Ở Việt Nam mình cái ngành này khá là khó tìm kiếm, khó tìm một người nào đấy có thể chăm sóc, mà họ toàn mở hẳn cả một trung tâm hoặc một lớp rất là lớn để chăm sóc những người khuyết tật đúng không? Nhưng mà ở Úc thì mình sẽ chăm sóc cho từng người một, những người mà cần cái sự giúp đỡ của riêng bạn. And if you also want to improve your English, we have this course at Blue Lotus College, an Alicus program for you guys. Vâng, và đây là khóa tiếng Anh dành cho những du học sinh tới từ ngoài nước Úc. Who wants here to wants to improve their English, wants to learn English? No one again? College, we have 45 trainers, 45 teachers in different programs. 45 giáo viên hiện tại đang giảng dạy tại trường. Yeah, okay. So, yeah, so these are just some of few of our happy and satisfied students. Vâng, đây là một số hình ảnh của trường với cả những học sinh đang và đã học tại trường của Blue Lotus College. Các ngành khác nhau, như là ở đây bạn có thể nhìn thấy những ngành bếp, các bạn sẽ có những buổi làm việc rất là thực tế như trên ảnh. Okay, so would you want to hear some testimonials from your very own Vietnamese fellow men? Vâng, các bạn có muốn nghe một số lời chia sẻ của những học sinh tới từ chính Việt Nam mình, từ đang và học tại trường Blue Lotus College không ạ? Can you hear at the back? Ở trên dưới nghe được không? Cái tay cầm của chị đấy có nước ấm to. Cái tay cầm ấy, bảo chị bấm to lên. Hàng thịt bò nghiêm ạ. Cái tay cầm của chị đấy. I'm the host, I'm also the presenter, I'm also the technician. So how do you... Mọi người chồng nữa mình tăng cái âm lượng lên chút ạ. Vietnam and like the north of Vietnam, Hanoi. Mm-hmm. Thank you. I'm from Vietnam and I'm from the south area, Ho Chi Minh City. Thank you. I'm from Vietnam and the south, Ho Chi Minh City. Wow, so what is your experience? Really a very quick experience. So the experience, like the facility is really good and all that. And the teacher is really funny, and then every Wednesday we have like chocolate like to eat and all that. It's really good, like the public school. Alright, thank you. And you? Good. Personally, to me, everything is really good. Facility and the teachers and friends, they are really friendly. Oh, that's great. Hello, I'm Mom from Vietnam, and now I study English in Blue Lotus College. I'm very happy to study here because to me, Blue Lotus College is the good college. Where you can improve your English because there's your teacher here and really, really great teacher. And I believe that you can study English here well. Cuối cả lúc mình nhưng mà mình không dám nói quá nhiều nữa.
và các bạn trước thì rất là tự tin khi mà nói tiếng Anh đúng không ạ? Và một chị nhìn bạn cũng nhìn thấy chị khá lớn tuổi, chị đang học tiếng Anh, cái khóa tiếng Anh trong người nước ngoài tại Blue College. Okay, so let's hear more testimonials from our Vietnamese students. Hello, my name Quế. My full name Hoàng Thị Quế. I'm from Vietnam. In Vietnam, I am a traditional actress and singer. So that I'm really happy when I am in Australia and have English in the Blue School. I'm very happy. Yeah. I start came here in the 30 July in the 32 yeah, last year. So that I don't know about near the 8 months with my study English. Yeah, I'm very happy here with college. With my manager, with a teacher, yeah, my teacher, Mr. Ken, Mr. Hardy. Yeah, I'm very lucky when I came here, my teacher teach me. Before, I have been in Vietnam. I have learned English in the National University English. But, my teacher in Vietnam teach a lot of grammar, a lot of words, a lot of things I didn't understand. English, I came here, my teacher teach me very slowly, and pronunciation very nice. So that I learn every day, I understand everything. Grammar, new words, a story, everything. I'm very happy in learning this college. So thank you, everyone, thank you, manager, thank you, teacher, thank you, every teacher, help me, and Regis, Sun, Connie, she's very friendly, and she helps every student come here. We don't know everything, we still help about it, and you. Vâng, mà mọi người ở đây chia sẻ rằng trường vẫn là cái cơ sở rất hiện đại, rất là tốt đẹp đúng không? Ngoài ra thì mình cũng chia sẻ về những trải nghiệm thực tế khi mà mình học tiếng Anh ở trường. Chị học từ trường Đại học Quốc gia cũng học tiếng Anh, nhưng mà ở trường thì mọi người dạy quá nhiều những cái ngữ pháp và từ vựng, nhưng mà mình đã không được luyện tập. Nhưng mà với mình học tiếng Anh hàng ngày, và ngoài ra mình có một cái môi trường tiếng Anh để mình luyện tập cũng hàng ngày luôn ạ. Nên là mình tiến bộ rất là nhanh. And one more from a Vietnamese student. Yes, I'm Vietnamese student. I come here to improve my English. I'm really happy to learning with a lot of Vietnamese students at Vietnam. Indonesia and Thailand. Yeah. Yes. And there I can improve my English skill. I'm very happy when I study with Harry teacher. Ở đây thì chị chia sẻ là mình học tiếng Anh rất là vui khi mà mình có thêm những người bạn từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài Việt Nam thì mình còn có Indonesia này, Thái Lan, Philippines. So you have more friends, more classmates from all over the world. So you can also check other student testimonials in our website. Có thể tìm những thông tin này trên website của trường. Đó. Tất cả đều có trên website của trường, từ ngành học tới thông tin về các khóa học của mình, mình có thể tìm hiểu trên trường. Alright, so this will also be provided by Study Central for your schedule of classes. And for the parents here, don't you worry. Blue Lotus College strictly monitors the attendance of the students. Mà trường cũng tuyển sinh
tháng thôi. Và mọi người có thể nhìn trên màn hình đây là cái lịch học, lịch học thứ có biểu của mình. Mọi người có thể nhớ mình với cái thời gian khá là thoải mái khi mà mình học được 8 rưỡi cho tới trưa, mình cũng sẽ có thời gian nghỉ trưa. Và chiều mình, nếu mà các con học buổi chiều, các bạn có thể học buổi sáng, đúng không? Và chiều tuy không học buổi tối nhưng mà các bạn có thể sắp xếp thời gian khá hợp lý để mình có phân phối thời gian đi làm bên cạnh thời gian mình đi học. And the important thing is, Blue Lotus College monitors the attendance of the students. So, and why choose Blue Lotus College among the colleges in Australia? Vâng, đây là một số lý do tại sao mà mình nên chọn Blue Lotus College để mà đi du học Úc. Thì trường là một cơ sở đào tạo ở level 2, lúc đấy các bạn khó kiểm tra, nhưng mà cái trường mình muốn học là level 1, 2, là 3. Và sẽ phát hiện đây là mình cần cái gì để apply cho trường. Ví dụ các trường level 3 là mình thậm chí phải cần một tiếng Anh thì mình mới vào và mình sẽ đăng ký được ở trường. Và trường chỉ là level 2, mình có thể lộ chứng chỉ và mình học theo một khóa tiếng Anh trước khi mà mình học khóa chính. Ngoài ra thì trường sẽ qualification framework that it is following the educational system by Australian government. Nhưng kỳ học ở trường nó cũng theo cái kỳ học cố định của chính phủ Úc đưa ra. Tức là một năm thì mình có khá là nhiều kỳ và các bạn đóng tiền học theo từng kỳ. Cái này để cho các bạn cũng như là bố mẹ nhà bớt cái gánh nặng mà chi trả học phí khi mà mình còn chưa xem được kỳ, mình có thể cân đối. How young are you guys? How young? Ở đây trung bình tuổi của mọi người là bao nhiêu rồi ạ? Các bạn nào dưới 18 không ạ? How old are you? Có ai dưới 18 không ạ? 16, 18, 17, 18, 19, có bao nhiêu ạ? Còn trên hiện các bạn nào đang học đại học, cao đẳng hay là trung cấp gì không ạ? What are their ages? Can you ask them what are their ages? How old are they? Okay, just a few under 18 and mostly are 18. Okay, so guys, for the first checklist, you are checked because for you to get a student visa, you must be at least 18 years old. Muốn đăng ký vào trường mình đầu tiên là các bạn phải đảm bảo là mình học xong hết lớp 12, đủ 18 tuổi thì mình bắt đầu có thể đăng ký vào theo học trường. The third one, does all of you have a passport? Mọi người passport. Có mọi người có hộ chiếu hay chưa? Các bạn làm hộ chiếu hay chưa? Not yet. I think it's about time, especially. Oh yeah, they said yes. Oh, okay. They said not. No, yeah. Okay. You say yes. All right. So you have a passport. Check. How about for their diplomas and transcript of reference? Copy of the academic grades. Lớp cho trường là cái học bạ, nhất là cái học bạ, thứ hai là cái bằng cấp 3 của mình. Nếu mà các bạn có bằng cấp cao hơn thì mình sẽ phải apply hết. Of course they have because they're still young. I don't think they lost it. Okay, so check. And yeah, they're still young, so they're in. So if every guys, you're 18 years old, you have a copy of your passport and it is notarized or certified by Study Central, and then all of your academic documents is also certified by Study Central, you just have to take an English requirement test, which Study Central will guide you on how to get it. Vâng, và nếu với bạn nào mình chưa có chứng chỉ tiếng Anh nào, thì trường có thể hỗ trợ các bạn thi mình khóa được khóa một cái bài thi thay thế để mình có thể đăng ký vào trường. Với kiểu những cái khóa câu hỏi đơn giản, kiểu như là bạn thích học gì, bạn tên là gì thôi ạ. Okay, so before I proceed, may I call on our
years to our students, which we will be translating. Let's all welcome again our CEO, Sir Ajesh Acharya. Thank you. Thank you very much, Andrew, for your wonderful presentation. Thầy muốn cảm ơn về những cái những điều mình đã nói trước đây về cả Việt Trường và Sun Central Việt Nam. Yeah, let's give her a big round of applause for such a wonderful presentation. Mọi người trong tràng vỗ tay cảm ơn cái bài chương trình của Sun Central. Thank you so much. Wonderful two program boys, 4-9, Napoli. Young and challenging, you guys have been fantastic. Cảm ơn tới những người chủ trì của buổi hội thảo hôm nay của Sun Central Việt Nam và cả đại diện từ bên Úc, Đài Loan đã ở đây hôm nay. Ngoài ra còn có cả bên trường And thank you so much, our visionary business ladies, Kevin, Alice, and everyone in the Study Center team for creating this opportunity and for giving us this opportunity to collaborate with your company. And thank you everyone, all the students and parents for being here with us today despite of rainy weather. Mơ rồng về những ngày rất là cảm ơn mọi người, rất là cảm ơn hàng học sinh và các vị phụ huynh, và nhân có những anh chị bên trung tâm giáo dục tỉnh đã tới đây hôm nay. Yeah, and one of the biggest worry of parents and students when they're thinking of going abroad is about the safety and they'll be lost exactly how they start life in the new place. One of the biggest worry of the parents and students when they are going abroad is the safety of the place. Like, the place could be unsafe. How to start a life? Cảm ơn người đã chia sẻ cái lo lắng của mình về sự an toàn của học sinh mà mình tới Úc. Yeah, and Australia is one of the very safe country and very stable society. That's why it's very popular among international students. Vâng, và lý do tại sao mà Melbourne lại nổi tiếng trong cộng đồng du học sinh là bởi vì nó có môi trường rất là an toàn, nó cũng có cái an ninh rất là chặt chẽ. Yeah, and there are more than 200 international students in Melbourne at the moment. There are more than 200,000 international students in Melbourne at the moment. 200,000 international students, like all of you. Hiện tại ở Melbourne thì có hơn 200,000 du học sinh, không chỉ ở trường Brothers College mà còn ở các trường khác cũng như là cộng đồng du học sinh rất là lớn. Yeah, so that means there is a great international student culture over there. International students are welcomed by everyone in Melbourne. Mà đi trên đường phố ở Melbourne thì bạn có thể gặp rất nhiều du học sinh, không chỉ tới từ Việt Nam mà còn tới từ rất nhiều các nước khác trên thế giới nữa. There is good balance of study and work for international students. They can study as well as work as they've been mentioned before. Và việc học cũng như là làm việc ở Melbourne rất là cân đối và có thể đảm bảo sức khỏe cho các bạn khi mà bạn có thể học và làm và cũng có thể dành thời gian để nghỉ ngơi. Yeah, in Blue Lotus College, if you enroll in Blue Lotus College, you go to the school for 2.5 days, usually 20 hours. You go to the school for 20 hours, and for the rest of your week, you can plan your work. And your working rights, it will be like, as an international student, you can work for 24 hours every week.
Và thời gian học ở trường một tuần thì mình có học có 20 tiếng một tuần. Ngoài ra thì thời gian còn lại các bạn có thể sắp xếp để mình học là để làm việc là 48 giờ 2 tuần đúng không ạ? Thì mình có thể chia ra. Chia ra một tuần mình làm 24 giờ thôi ạ. Thế tổng cộng là thời gian mình làm cũng tương đương với một người đi làm full time đúng không ạ? Vừa học vừa làm. And the great healthcare system in Australia. This great healthcare system in Australia, like health system, like one of the parents mentioned, he was worried about his student, his children's health over there. But don't worry, the health system in Australia is very supportive. It's very accessible. Bên quản lý du học sinh ở Melbourne của mình tuy khá chặt nhưng mà họ cũng luôn sẵn sàng để hỗ trợ du học sinh của mình nếu họ bất kỳ vấn đề về học tập hay là làm việc về những vấn đề về chủ thuê đúng không? As an international student, you need to have compulsory health insurance. Vâng, và cho với từng người, từng du học sinh thì mình có sẽ có riêng cho mình một cái bảo hiểm dành cho du học sinh, đúng không? Thì mình có thể đảm bảo là cái sức khỏe mình sẽ chăm sóc một cách khá tận tình khi mà mình sang bên Úc. And for the 2 years course duration, your health insurance premium may cost around $2,000. Và cho cái bảo hiểm sức khỏe này thì yeah, and when you have that health insurance, don't worry, you will be able to access all the medical system. Và cái bảo hiểm cho du học sinh thì mình sẽ duy trì trong toàn bộ thời gian mà mình được mình đã đăng ký trên visa. Mình đăng ký trên visa là mình đi học từ ngày bao nhiêu đến bao nhiêu thì cái thời gian bảo hiểm nó cũng là bao gồm toàn bộ thời gian đó. There are doctors and clinics everywhere in Melbourne, like everywhere in Australia. So you can easily access the GP or the medical practitioner. And also, there is home visit also. If in case you are very sick, you don't want to go to GP, you can call for a home visit and the doctor will come at your place and do the treatment. Vâng, và cái ở Melbourne cũng là một cái nơi mà cái cơ hội làm việc trong tương lai của bạn sau khi tốt nghiệp rất là cao, cũng rất là lớn khi mà bạn có thể có một công việc liên quan tới cái ngành nghề của mình ngay sau khi các bạn tốt nghiệp và để ở lại Úc trong vòng 2 năm và sau đó mình sẽ ở lại những cái visa khác để có cơ hội để vô trong tương lai. Yeah, and for any emergency health situation, you just dial 000 and the ambulance will arrive within 5 minutes most of the time. The medical team will arrive. If there's any health emergency, the medical team will arrive within 5 minutes. Các bạn có vấn đề gì về các bạn bị trộm cắp vào mắt túi không? Những cảnh sát có thể tới trong vòng chỉ cần 5 phút là bạn có thể gặp một cảnh sát rồi. Vâng, và nếu các bạn có vấn đề về chia về chủ thuê của mình, chủ thuê mà các bạn không nhận đúng lương hay là theo đúng hợp đồng, các bạn cũng có thể báo cáo lên cái nơi mà mình đăng ký du học hoặc là báo cáo lên trường thì mình có thể nhận được hỗ trợ. So our Vietnam partner, Study Center, will prepare you on all these things before you fly anyway. And even when you go there, our student service team will be guiding you in all the process. Vâng, mà Study Center Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ bạn tất cả những cái vấn đề mà bạn cần thiết trước khi mà bạn sang Úc. Ví dụ như là nơi ở, việc làm hay là chỉ là ai đưa đón bạn từ sân bay tới nơi ở đấy, thì bên mình sẽ hỗ trợ toàn bộ. Based out of you get by studying with Blue Lotus, you will be job ready in a very short period of time. Và thầy cũng đảm bảo cho mình là có một cái cơ hội làm ngay khi mà các bạn tốt nghiệp. Ngay khi bạn tốt nghiệp luôn ạ. Our classroom size are very small, like usually we put between 18 to 22 students in one class. Vâng, và bạn nhìn thấy những cái lớp học ở trước mình nhìn nó khá nhỏ đúng không? Thì thầy có đảm bảo chúng ta là một lớp đấy nó chỉ khoảng 18 đến 22 học sinh một lớp thôi. So there will be individual attention, like our teachers will pay special attention to your learning needs. Vâng, và để đảm bảo cho là cái giảng viên của mình nó sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bạn một cách chi tiết rõ ràng và cũng theo sát cái quá trình học tập của mình. You won't be able to get similar facility if you are enrolled in the big university over there. Because university will have 100 to 200 students in a class. But at our class size, the student maximum number of students will be 22.
Vâng, và lớp học tối đa chỉ có 20 học sinh và trường sẽ đảm bảo được là cái chất lượng đầu ra của mình để mình có thể kiếm được một công việc ổn định ngay tức. And you get the outcome at half of the cost. Usually our fee are less than 50% of most universities in Australia. Our tuition fee is very affordable. The tuition fee that we charge is less than. Cái học phí của trường thì cũng khá là vừa phải so với cái mức các bạn có thể kiếm được với công việc làm thêm và cũng như hỗ trợ từ gia đình. Yeah, so these are the April already mentioned about why, what are the advantages, why you got to choose Melbourne. There's so many choices that are there in Melbourne. Vâng, và cô April đã cung cấp cho tất cả các bạn những cái vấn đề mà lý do là tại sao mình chọn Lotus hay là những cái vấn đề mà mình thắc mắc, quan tâm khi mà mình sẽ, khi mà mình gặp phải khi sang Úc. Yeah, at Blue Lotus we have got more than 700 international students studying at the moment. We have got more than 700 students currently studying with Blue Lotus at the moment. And out of that, around 100 students are from Vietnam. Vâng, mà trường con thấy hiện tại là hàng trăm học sinh Việt Nam đang học tại Blue College rồi. So you have friends from Europe, maybe you have friends from Vietnam, as well as you have international friends from more than 21 countries. Vâng, và số lượng các quốc tịch các nước tới Blue học tập nó tới đây là 21 nước, nên là các bạn có thể làm quen với bạn bè trên khắp các nơi trên thế giới, tới 21 nước rồi. So you'll be learning in a very friendly and supportive environment where you feel like it's your home because you feel lots of your friends and all our. Vâng, và nếu các bạn gặp vấn đề gì thì các bạn có thể thẳng thắn thông báo cho quản lý bên nhà trường để có thể nhận được hỗ trợ ngay tức, và trường cũng sẽ hoàn toàn hỗ trợ các bạn nếu mà bạn có vấn đề về học tập, vấn đề về thầy, về cô, thậm chí về bạn bè, ký túc các thứ. So I would love to welcome all of you. Of course, you got to meet our entry requirement. If you meet our entry requirement, I would love to invite all of you to enroll in Blue Lotus College with the help of our Vietnam Partner Study Central. Vâng, và thầy cũng rất chào mừng, hoan nghênh các bạn tới học tại Blue Lotus College. Thank you so much for listening. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã nghe thầy nói chuyện. If you want to ask us more questions. Dạ vâng, vừa rồi thì toàn thể các quý vị khách quý cũng như là các quý phụ huynh và các bạn học sinh ở đây cũng đã được lắng nghe những chia sẻ của đại diện phía trường Blue Lotus College, là một trường đào tạo nghề hàng đầu tại Úc và có trụ sở hai campus tại Melbourne của Úc, một thành phố rất là xinh đẹp của nước Úc. Và vừa rồi thì quý vị cũng đã được nghe chia sẻ của ông Jarrett. Và cũng xin được giới thiệu thêm thì hiện tại ông Jarrett thì là giám đốc điều hành của Blue Lotus College, cũng là một nhà quản lý kinh doanh điều hành có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Ông cũng chính là một trong founder, người thành lập của Blue Lotus College, cũng là giám đốc quản lý chiến lược kinh doanh điều hành và chịu trách nhiệm cao nhất về tất cả các vấn đề của Blue Lotus College. Và vừa rồi thì chúng ta được lắng nghe, đúng không? Được lắng đón xem những cái hình ảnh cũng như là những cái ý kiến phản hồi, những cái preview của các cái bạn học viên đang theo học của Việt Nam, đang theo học tại Blue Lotus College. Và thưa quý vị, ngay sau đây thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có một cái nhân vật rất rất đặc biệt. Của nhân vật này thì
vừa rồi vẫn đón nhận một cái tin vui xong, tức là bạn ấy đã đỗ visa và ngày 29 sắp tới thì bạn ấy sẽ có chuyến bay để bay sang Australia để học ở tại bên đấy. Và ngay sau đây một tràng pháo tay để chào đón lên sân khấu bạn Huy. On this 29th, he will fly to Australia to study. Đó là xin mời bạn Huy lên sân khấu và một cái bạn nam rất là điển trai đúng không ạ? Một bạn nam rất là điển trai ngày hôm nay xuất hiện ở đây với một nụ cười rất là tươi. Mời Huy lên sân khấu nào. Có lẽ là đến thời điểm này, đến giây phút này thì có lẽ là Huy cũng chưa hết giấu nổi niềm vui, bởi vì hình như là tuần trước thì em mới nhận được cái thông tin là mình đã đậu visa đúng không? Ok, và ngày hôm nay thì xin mời Huy sẽ chia sẻ một vài những cái suy nghĩ cũng như những cái cảm xúc của mình về Study Central cũng như là trước khi lên đường để sang bên Úc du học. Và các bạn ở bên dưới có thể cho bạn Huy một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa đúng không ạ? Ok. Xin mời Huy. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, phụ huynh và các bạn học sinh, em tên là Nguyễn Xuân Huy, quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An. Sau 3 tháng làm hồ sơ tại trung tâm Study Control, thì ngày 29/1/2023, em sẽ được đặt chân sang nước Úc mơ ước. Trong thời gian học tập và làm hồ sơ tại Study Control, em đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình và chú đáo từ thầy cô cũng như các chị trong trung tâm. Em vô cùng cảm ơn. Hôm nay khi được đứng ở đây để chia sẻ, em vừa tự hào cũng như vui mừng, phấn khởi khi có thể thực hiện được ước mơ ấp ủ bao lâu nay của mình. Thêm một lần nữa em cảm ơn các anh chị trong trung tâm và gửi lời tri ân sâu sắc đến cô giáo tiếng Anh của chúng em Nguyễn Thị Hải Yến. Cảm ơn cô đã quan tâm và dìu dắt chúng em xin hết ạ. Ok, xin mời Huy có thể nán lại sân khấu một tí để giao lưu cùng các bạn ở đây được không? Ở đây thì chắc hẳn là có rất nhiều những bạn đồng trang lứa đúng không? Biết Huy, có thể là biết Huy, có thể là trong khác thì chưa biết Huy, nhưng mà ngày hôm nay sẽ giao lưu một tí nhé. Thế bây giờ được biết là ngày 28 sẽ ra Hà Nội đúng không? Và 29 sẽ có chuyến bay để bay sang Australia. Vậy thì bây giờ là đã chuẩn bị được nhiều chưa? Gia đình đã liên hoan chưa? Thì em cũng đã chuẩn bị được đầy đủ cả rồi, chỉ chờ đến ngày mình qua nước thôi ạ. Đây, ở đây có rất nhiều các bạn đây là quan tâm đến muốn sang Úc du học, vậy là chia sẻ thêm kinh nghiệm, bây giờ là người có kinh nghiệm rồi đúng không, đậu visa rồi. Thế trong cái quá trình mà quay trở lại một tí, mình trong quá trình mình thì phỏng vấn visa thì có khó không, em có cái kinh nghiệm nào muốn chia sẻ lại với tất cả các bạn ở đây không? Thì tại quá trình mà làm hồ sơ với lại phỏng vấn để xin visa tại trung tâm thì được anh chị bên trung tâm hỗ trợ rất nhiều nên em cũng không cảm thấy khó khăn cái gì cả. Phỏng vấn là bằng tiếng Anh đúng không? Mình phỏng vấn tại đâu hả em? Mình thì không phỏng vấn đấy ạ. Trong quá trình làm hồ sơ mình có gặp cái khó khăn khúc mắc gì không? Và các anh chị ở Study Center thì hỗ trợ mình cụ thể là như thế nào? Em chia sẻ kỹ hơn một tí được không? Và cái thời gian mình học ở Study Center là trong một vẹn là, anh được biết là trong hơn một tháng đúng không? Đấy, thì trong quá trình mình học tập sẽ ăn ở Study Center thì em thấy thế nào? Trong thời gian học tập một tháng tại Study Center thì được ăn ở cũng như học tập thì được anh chị hỗ trợ rất nhiều. Nói chung là cũng được, không phải lo chi phí nhiều. Thế khi mà nhận được cái thông tin là mình đậu visa và thì ngoài bản thân mình rồi thì gia đình thì sao? Gia đình bố mẹ rồi là ông bà rồi các cô chú bác trong nhà có vui không? Có đến chia sẻ động viên mình không? Và chúc mình những cái điều gì khi trước khi lên được? Thì sau khi nhận được tin đậu visa thì gia đình cũng như anh em cũng rất vui mừng vì đã đạt được cái thành quả và là tốt nhất để cho em được có cái visa nhanh nhất có thể. Và em mang một câu hỏi cuối cùng cho Huy là khi mà sang bên Australia ấy, thì em sẽ cái mong muốn kỳ vọng của mình là như nào, và trong cái thời gian đấy thì em cũng đã xác định cho mình cái việc học tập cũng như là có thể tìm kiếm thêm công việc để như thế nào ở bên Australia. Thì việc học tập thì của em vẫn theo như cái lịch trình đã được đưa ra của công ty cũng như trung tâm trường ở bên Úc, thì em cũng sẽ hoàn thành để sau này
vâng. Về công việc thì em cũng có mong muốn để mình có thể tăng tải được cho thêm cái chi phí học tập cũng như sinh sống tại Úc. Ok, xin được cảm ơn bạn Huy rất nhiều và chúc cho bạn Huy sắp tới sẽ có một cái chuyến bay thượng lộ bình an và sẽ có những cái kết quả học tập rất tốt ở bên Úc cũng như là đạt được những cái mục tiêu của mình về học tập rồi về có thể công việc làm thêm đúng không? Ok, một lần nữa xin được cảm ơn và xin được chúc mừng bạn Huy, một tràng pháo tay cho bạn Huy được không ạ? Và bạn Huy về vị trí dân sự của mình để tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, là một cái chương trình hội thảo, thế nên là tiếp theo chương trình thì xin được mời toàn thể các quý vị ở phía dưới thì chắc hẳn là có rất nhiều những cái thắc mắc cũng như là những câu hỏi đúng không? Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với phần giao lưu và xin được mời ban tổ chức có thể hỗ trợ là di chuyển đến phía sân khấu là 6 chiếc ghế đúng không ạ? Cho 4 vị khách mời. Vâng, và 10 chiếc bàn và chúng ta sẽ có phần giao lưu và xin mời các bạn ở phía dưới những bạn nào có câu hỏi thì chúng ta sẽ chuẩn bị nha. Vâng ạ, sau đây xin phép được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu anh Nguyễn Văn Đạt, giám đốc của Study Central tại Việt Nam. Trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu Miss Alice, giám đốc Study Central tại Việt Nam. Would like to introduce welcome Alice on behalf of Study Central in Australia. Xin được trân trọng mời ông Rosas, giám đốc điều hành nhà thành lập của trường Blue Lotus. Trân trọng giới thiệu và mời Miss April, quản lý phát triển kinh doanh khu vực Đông Á của Blue Lotus. Yep. April, welcome you here. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngồi hiện diện sân khấu lúc này đây là đại diện của phía nhà trường Blue Lotus Calice, hai nhân vật mà vừa đã chịu có rất nhiều chia sẻ với các bạn rồi đúng không ạ? Còn tiếp theo thì đây là chị Alice, như giới thiệu ban đầu chị là đại diện của Study Central tại Australia. Còn anh Nguyễn Văn Đạt là đại diện của Study Central tại Việt Nam. Và bây giờ thì như một số bạn cũng đã có rất nhiều thắc mắc và đăng ký với ban tổ chức từ ngay từ ban đầu. Tức là các bạn ấy đang rất thắc mắc, không biết là để đi du học Úc thì cái việc mà để lấy được visa có khó không ạ? Và làm thế nào để đậu được visa đi Úc? Vậy thì câu hỏi này thì xin dành cho anh Đạt, giám đốc Study Central tại Việt Nam được không ạ? Xin mời anh. Xin chào các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, các bậc phụ huynh và các em học sinh đang có mặt tại buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì với câu hỏi của anh Hưng vừa mới có bạn hỏi ấy, thì hỏi câu là visa Úc có khó không? Thì anh xin chia sẻ là khó. Phải nói với nhau là khó bởi vì là nó cũng là một trong những nước xét duyệt visa khá là nghiêm khắc. Thế nhưng đổi ngược lại thì gần đây thì cái tỷ lệ đậu visa Úc thì nó cũng khá là cao, cũng có thể đạt được đến khoảng tầm 70%, đó cũng là một trong những thành công rồi. Trước đây là Úc nó chỉ được khoảng tầm 20-30-40% thôi, nhưng càng ngày thì chúng ta cái tỷ lệ đậu visa càng cao. Cũng có lẽ là do là một phần là các bạn học sinh bây giờ thì là chúng ta cái tiếng Anh của chúng ta cũng được nâng cao rồi. Cái thứ hai là chúng ta cũng có những cái bài ôn luyện, chính vì vậy là khi mà đăng ký với phía bên trường ở bên Úc, thường thì công ty chúng ta sẽ cho các bạn làm một bài thi từ phía nhà trường gửi cho các bạn để các bạn làm một bài thi test đầu vào, và đó cũng là cái cơ sở để công ty phân loại được cái trình độ, cái khả năng tiếng Anh của mình ở mức độ nào để chúng ta đăng ký thêm về cái khóa học là gì ạ? Chúng ta đăng ký khóa học tiếng Anh đầu vào ở bên đấy, sau đó thì chúng ta mới đăng ký vào chuyên ngành. Chính vậy là
càng ngày tỷ lệ đậu vi của các bạn Việt Nam chúng ta thì lại càng cao. Mặc dù là trong mấy tháng vừa qua, 2 tháng vừa qua là Việt Nam chúng ta bị rớt xuống level 2. Thế nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy rằng là cái tỷ lệ đậu vi vẫn đang nằm ngoài sức mong đợi rồi. Được 70% tỷ lệ đậu vi cũng đã khá là cao rồi. Thì cái đối với lại cái Úc ấy, thì ở trong Nghệ An chúng ta hoặc những cái thị trường khác thì cũng vậy, thường nó sẽ dễ ở những cái loạt ban đầu. Đấy, theo kinh nghiệm làm hồ sơ thì thường nó sẽ dễ ở những loạt ban đầu. Chính vì vậy là ở những bạn mà chúng ta có quan tâm đến cái chương trình du học Úc thì chúng ta có thể tham khảo và chúng ta cố gắng hoàn thiện hồ sơ làm sao sớm nhất để chúng ta có thể có được cái visa sớm nhất, thuận lợi để nhập cảnh vào Úc để chúng ta học và sau này chúng ta có thể định cư. Vâng, xin được cảm ơn anh Đạt với cái phần chia sẻ vừa rồi. Rõ ràng là cái việc mà đậu visa Úc thì nó cũng phụ thuộc rất nhiều yếu tố đúng không ạ? Bởi vì như ở Philippines, tôi biết như ở Philippines là quê hương của chị April đây, thì cái tỷ lệ mà Philippines là một đất nước mà nói tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai thì cái tỷ lệ đậu visa đâu đó nó chỉ khoảng tầm 50%. Mặc dù như vậy ở Việt Nam thì hiện tại theo số liệu thống kê của Study Center như anh đã chia sẻ thì cái tỷ lệ hiện tại ở Việt Nam thì 70%, nghĩa là cũng khá là cao. Mặc dù chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn như là Việt Nam đang bị tụt xuống là level 2 đúng không? Level 2 nghĩa là chính phủ Việt Úc thì cũng khó khăn hơn trong việc để get được visa. Vâng ạ, có một câu hỏi của bạn từ bạn Phan Gia Bảo. Xin mời bạn Phan Gia Bảo. Vâng, để nữa có thể di chuyển ở phía dưới đây được không ạ? Ok, mời bạn Phan Gia Bảo có thể đặt câu hỏi, bạn có thể nói to được không ạ? Em có câu hỏi đến em tên là Phan Gia Bảo. Em có một câu hỏi, khi đi du học Úc cần chuẩn bị về tài chính không? Vâng ạ. Bạn Phan Gia Bảo của chúng ta thì có một câu hỏi thắc mắc là rất là một câu rất là thường trực và có thể là cả các bạn học sinh và các phụ huynh ở đây rất là quan tâm, tức là khi du học Úc thì cái chi phí thì như thế nào anh nhỉ? Chi phí ạ? Hay là tài chính? Chuẩn bị về tài chính như thế nào? Tài chính ạ? Đối với lại du học Úc của đơn vị SC ấy, thì là khi mà chúng ta làm hồ sơ thì chúng ta chỉ có nộp trước 1.000 đô tương đương khoảng tầm 24 triệu mấy trăm tại thời điểm hiện tại. Để làm gì ạ? Cái 1.000 đô này để công ty SC có cái khoản tiền để gì ạ? Apply visa cho mình là hết 719,4 đô, tương đương khoảng 720 đô. Đó, và ngoài ra thì là chúng ta còn mất cái giấy tờ hợp pháp Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao để mình làm và một số giấy tờ liên quan cũng như là xin thư mời nhập học thì nó sẽ rơi vào cái tầm 1.000 đô đó. Thế còn trên invoice của trường mà hiển thị là chúng ta nộp bao nhiêu tiền sang trường thì các bạn sẽ chuyển từng đó sang trường. Số còn lại thì khi nào chúng ta đậu visa rồi thì chúng ta mới phải hoàn thiện cái số tiền còn lại và thông báo với các bạn là đối với cái khoản tiền mà chúng ta bỏ ra để đi du học Úc chọn gói từ A đến Z để khi mà chúng ta có thể sang bên đó và bao gồm cả học phí ở bên đó rồi thì nó sẽ rơi vào 380 triệu đổ về. Đó. Vâng, không biết là câu trả lời này thì đã bạn Phan Gia Bảo thì đã nắm được rõ hơn chưa? Ok chưa? Tức là chúng ta sẽ mất cái chi phí khoảng tầm 1.000 đô đúng không? Để làm hồ sơ, trong đó thì có 720 đô để cho Cục lãnh sự đúng không? Vâng, tiếp theo thì xin mời câu hỏi từ bạn Nguyễn Xuân Thịnh. Xin mời bạn Thịnh, tôi sẽ di chuyển ở phía dưới này để mang mic cho bạn Thịnh. Em tên là Nguyễn Xuân Thịnh. Sau đây em xin đặt câu hỏi là trong quá trình học tập, trong quá trình học tập tại Úc thì cơ hội công việc như thế nào? Và khi học du học, học nghề có thể làm gì? Ok, tôi có thể mời chị Alice đại diện của Study Center tại Úc có thể chia sẻ với đây nè. Miss nha. Please ask what kind of job he can work while studying in Australia? What kind of work? The student can work in restaurant and housekeeping and building construction.
Vâng, các bạn thông thường khi sang Úc thì các bạn sẽ làm ở nhà hàng, khách sạn hoặc là các bạn có thể làm ở công trường với những các bạn có sức khỏe hoặc là các bạn đang quan tâm những ngành xây dựng ở trường. Với lương sau đây không có nhưng mà mình có thể tham gia một số những cái ngành nghề như là nông trại, những cái ngành cũng có thể liên quan đến công việc của mình hoặc là không. Nó chỉ là công việc làm thêm thôi. Ok, thực ra như cái phần phía trước thì đại diện bên phía trường Blue Calyx cũng chia sẻ rất nhiều về những cơ hội công việc cũng như là chỗ anh Đạt trong phần trình bày của mình ở phía trước của chương trình thì cũng đã trình bày rất nhiều về những cái một vài những lưu ý đúng không ạ? Trong cái tức là chúng ta sẽ được ở giới hạn làm trong bao nhiêu giờ, thế như một tuần là 40, 2 tuần là 48 tiếng, nghĩa là một tháng chúng ta sẽ có khoảng đâu đó là 94 tiếng, ok. Tiếp theo thì xin mời một câu hỏi từ ban kỳ ban tổ chức là bạn Nguyễn Thị Ly. Vâng, bạn Ly. Xin mời bạn Ly. Thì đến Nguyễn Thị Ly, hôm nay 27 tuổi, đang học tại trường trung tâm giáo dục thường xuyên. Em có câu hỏi nữa đã là cần là thì làm việc cần lưu ý những gì ạ? Câu này thì như là cũng khá là trùng với cả là cái câu hỏi của bạn bạn thích vừa rồi đúng không ạ? Tức là mình cần lưu ý thì chị Alice có thể tức là em mong muốn là hỏi về cái mức lương, ví dụ mình có thể là mình một tiếng mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền đúng không ạ? Thì xin mời chị Alice. Hello, how many salary he can receive while working? Around 23 to 30 dollars Australia dollars. Vâng, các bạn sẽ nhận là ít nhất là 23 đô la với là Úc cho một giờ làm việc. Và các bạn có thể nhận ra là 23 đô la thì gần như là cái mức mà mình có thể chi trả cho đi lại của cả một tháng đấy, hoặc gần tới mức chi trả đi lại của cả một tháng khi mà bạn dùng xe điện hoặc là xe buýt. Tức là một tuần, hai tuần thì chúng ta có thể làm được 48 tiếng. Và mỗi một tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ có thể ít nhất được 23 đô rồi. 23 đô một tiếng, đúng không ạ? Ok. Và các thành viên ban tổ chức thì có bạn tên là bạn Quang Huy. Bạn Quang Huy thì không biết đang ngồi ở đâu. Xin mời bạn Quang Huy. Em tên là Hồ Quang Huy, em 27 tuổi, em có câu hỏi là theo học ngành nào thì có tỷ lệ cái giá cao nhất, đặc biệt là đối với các bạn tốt nghiệp cấp 3 và có định chưa có định hướng rõ ràng. So we wonder what major can he have a visa granted, especially for students just graduating from high school. Xin mời Rosas. Okay, so look, if you just graduated from high school, so it depends upon the area of your passion, which field you want to pursue. If you want to do accounting, if you want to be an accounting in the future, enroll in the accounting and bookkeeping program, then you can diploma of accounting. If you want to work the IT field, enroll in our advanced diploma of IT. So you look. It really depends upon your career aspiration, what you want to become, you know, once you complete your study. So we can't recommend you which is good for you unless we discuss more and find out more about your passion. Just based on your information, all I can tell you is just ask yourself what you want to become in the future and choose a course that suits you. Thầy có nói là cái này sẽ tùy vào cái sự các bạn sẽ đam mê vào ngành nào và nó sẽ không có một câu trả lời chính xác là ngành nào sẽ có cái cơ hội mà đỗ visa cao nhất, nhưng mà cái này sẽ tùy theo cái niềm đam mê của bạn, thậm chí là các bạn có thể là tiếp tục cái công việc mà bố mẹ các bạn đang làm hiện tại. Ok, nhưng mà nghe một số thông tin thì thấy như ví dụ một số ngành như là IT ở bên bên Úc thì có thể là chúng ta sẽ được cái tỷ lệ đỗ visa nó sẽ cao hơn đúng không? Vâng, cái ngành như IT chỉ là vừa rồi các bạn cũng có thể nói hiện tại là có ngành điện tử
thậm chí những ngành đa lạ như ở mình không có dạy ở đại học hay cao đẳng như là ngành mở chẳng hạn, cũng sẽ có cơ hội cộng đi ra khá là cao. Nên nói chung là nó sẽ tùy vào cái ngành mà các bạn muốn và cái bạn phía sau bạn muốn thành và muốn làm công việc gì thôi ạ. Ok, tiếp theo chỉ có một bạn là bạn Tiến. Bạn Tiến Khoa có một câu hỏi mong muốn đặt với các khách mời của chương trình ngày hôm nay. Thực tế là người tên Tiến, em 17 tuổi và đã theo học tại trường giáo dục thường xuyên. Em có một câu hỏi, thì sau khi học nghề xong thì em có thể học đến được gọi là cao hơn được không ạ? He's now 17, but he wonder after he graduate, can he go up to bachelor or master program? For our programs, he need to be at least 18 years old. Oh yeah, this is once you complete diploma from our school, if you want to continue your studies, you can. You can continue your study with some university bachelor program. For example, we get bachelor and then we get friends and second class. So if they study diploma with us, then they can enroll in their bachelor second year program. Sau khi bạn hoàn thành khóa diploma của trường, những khóa mà tương đương cao đẳng nghề Việt Nam, thì mình có thể apply những cái trường đại học ở Úc như là trường Torrent, những cái trường rất là nổi tiếng bạn chắc chắn cũng từng có thể tìm hiểu qua rồi. Torrent để apply cái khóa học đại học hoặc là thậm chí khóa đại học ở đây mình, bởi vì mình đã hoàn thành khóa thích lo màu rồi nên là khóa đại học của mình sẽ khoảng 2 năm thôi. Được biết là hình như là trường Torrent thì cũng có liên kết với Blue Lotus College đúng không ạ? Vậy nếu mà các bạn học Blue Lotus College thì cái việc mà các bạn có thể học liên thông lên trường Torrent University ở Úc thì sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Còn tiếp theo thì có một bạn là bạn Khánh Huyền. Bạn Khánh Huyền có một câu hỏi, xin mời bạn Khánh Huyền. Whether he can have a right situation after a bracket from the last week. Câu này xin được mời Alice. Alice, I can help you answer. Sau khi học xong ấy, thì chúng ta có một cái vấn đề là như thế này. Nó tùy từng khoa ngành mà chúng ta lựa chọn để chúng ta có được ở lại định cư hay không. Ví dụ như nó có những, sẽ có những cái ngành nghề ưu tiên ấy, để chúng ta ở lại định cư ấy, thì khi mà chúng ta làm hồ sơ ấy, mà chúng ta xác định ở lại định cư là chúng ta trong quá trình làm hồ sơ là chúng ta sẽ đăng ký hoặc chúng ta có sang học bằng một ngành khác rồi. Ví dụ như là ở bên này mình apply là ngành A, nhưng ngành A mình không có định cư được thì sang bên đấy rồi chúng ta sẽ được chuyển đổi sang ngành B, cái ngành mà chúng ta có thể định cư để chúng ta tiếp tục học tập và sau khi ra trường thì chúng ta có thể là ở lại làm và định cư ở bên đó. Rồi, xin cảm ơn anh Đạt. Tức là các bạn cái này là phụ thuộc vào những cái ngành nghề, những cái chuyên ngành mà các bạn lựa chọn đúng không ạ? Và nếu mà trong trường hợp các bạn lựa chọn đến ở Việt Nam lựa chọn sang bên Úc học cái ngành đấy mà trong trường hợp ngành đấy không cho phép định cư ở Úc thì bạn có thể thực hiện việc chuyển đổi. Và cái chuyển đổi đấy cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu, đúng không ạ? Ok, thế có một câu hỏi nữa là như này, rất nhiều bạn có đặt câu hỏi là
là ví dụ như là ở lứa tuổi từ 16 đến 17 thì có apply để học tại Blue Lotus College không? Xin mời Miss April. You must be at least 18 years old. So if you're 16 right now or 17 right now, I suggest you prepare the necessary documents. So once you decide to study in Australia, you must be at least 18 years old to process your student visa. So one must be 18 years old upon enrollment, upon application of their student visa. Bạn trường sẽ chấp nhận những các bạn ít nhất là đủ 18 tuổi và các bạn cũng sẽ phải cung cấp cho trường cái bằng tốt nghiệp của họ. Vậy là đây là mình ít nhất phải đủ 18 tuổi để có thể hồ sơ. Còn với những bạn mà 16 hoặc 17 tuổi thì các bạn cũng có thể chuẩn bị hồ sơ dần. Và mình cũng chuẩn bị những cái tâm lý như là mình sẽ chọn ngành nào, những hồ sơ mình cần những cái gì để khi apply sang trường mình có bộ sơ hoàn hảo và đẹp nhất. Ok. Đối với trường Blue Lotus College thì sẽ nhận các bạn đủ 18 tuổi. Còn đối với những các bạn là 16 tuổi cảnh tuổi có mong muốn du học và muốn học tại UC thì các bạn có thể làm công tác chuẩn bị trước, có thể trang bị cho mình những cái hành trang, mọi chuẩn bị hồ sơ, rồi có thể là học thêm tiếng Anh để chúng mình có cái vốn ngôn ngữ thật là tốt trước khi sang bên Úc để du học. Ok. Vâng. Các bạn thân mến, có biết là các bạn ở phía dưới còn câu hỏi hay bất kỳ thắc mắc nào không ạ? Ok, có thể là do chương trình ngày hôm nay do thời lượng mà không cho phép, nên trong trường hợp các bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác hoặc có bất kỳ thắc mắc nào khác thì các bạn có thể liên hệ với ban tổ chức chương trình hoặc là liên hệ với Study Center tại Việt Nam để có thể là ban tổ chức sẽ có thể là gửi các bạn câu trả lời bằng văn bản hoặc là email để phúc đáp trả lời các câu hỏi thắc mắc của các bạn, đúng không ạ? Một câu hỏi từ một phụ huynh ạ. Một phụ huynh rất mong được cả các quý vị mời hôm nay trả lời. Hiện tại thì tôi đang có con trai đang học tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể chuyển đổi qua Blue Lotus không? Hiện tại bạn ấy học năm 2 và bạn ấy đang có chứng chỉ IELTS là 7.0. Xin mời Rosette hoặc là April. Actually, for IELTS score, you just need a minimum of 5.5 to enroll in any course of Blue Lotus College. So if you are has a point or a score of 7.0 of IELTS, then you are definitely qualified, more than qualified actually. And good job, 7 is such a high score, whoever you are, so good job. Cho anh hỏi thì như vậy khi apply vào thì học phí là khoảng bao nhiêu trong và là học bao lâu? Okay, so our tuition fee depends on the course you choose, but usually it's about $12,000 per year. So 10 to 12 per year depending on the course. Học phí sẽ tùy theo cái khóa học của bạn chọn, nhưng mà nó sẽ khoảng từ 10 đến 12 nghìn đô một năm. Và còn cái khoảng thời gian học thì các bạn cũng có thể trên chị chia sẻ vừa nãy thì có những khóa như là bạn leadership thì có thể lên đến 3 năm, nhưng mà thông thường thì sẽ là 2 năm thôi. Và nếu mà mình có những học một khóa tiếng Anh nữa thì khoảng tổng là thời gian sẽ khoảng 2 năm rưỡi. Thank you.
And the payment plan is very flexible with us. You can either pay on a monthly basis or quarterly basis. So it's not like only a column you've got to pay, it's not like that. So the student will have the choice to pay on the monthly or quarterly basis. Học phí của trường thì cũng có thể đóng theo từng tháng hoặc thậm chí là theo 3 tháng á, hoặc theo từng quý. Không biết phía dưới các quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh chúng ta còn câu hỏi nào nữa không ạ? Nếu không còn câu hỏi nào nữa hoặc là nếu có câu hỏi nào thì các bạn có thể connect với cả là Service Center theo địa chỉ email hoặc số điện thoại được không ạ? Chúng tôi sẽ có thể là phúc đáp của các bạn và văn bản hoặc email hoặc có thể trực tiếp trả lời qua các số hotline của Service Center tại Việt Nam. Sau đây thì một lần nữa xin được cảm ơn các quý vị khách mời đã có mặt tại chương trình và giải đáp các cái thắc mắc của các bạn học sinh cũng như là quý phụ huynh. Và sau đây chúng ta sẽ có phần tư vấn cá nhân. Ở phía bàn phía sau của chúng tôi thì có các cái cán bộ nhân viên hệ thống tư vấn cũng như là hỗ trợ hồ sơ của Study Center sẽ hỗ trợ các bạn có những câu hỏi hay thắc mắc nào trong quá trình là apply hồ sơ hoặc là muốn connect liên hệ với cả Study Center. Và trước khi chúng ta đến với phần tư vấn này thì xin được mời tất cả các quý vị khách mời đại diện trường và các đối tác cũng như là Study Center thì sẽ cùng đứng dậy và xin mời toàn thể quý vị ở phía dưới chúng ta sẽ di chuyển đến sân khấu và chụp một kiểu ảnh có sự hiện diện của toàn thể các quý vị cũng như các bạn trong chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Vâng, xin mời. Vâng, xin mời. Xin mời các bạn, đây. Bạn nào? Bạn học sinh của Nghệ An rất là điển trai. Bạn nào cũng rất là điển trai và xinh xắn đúng không? Xin mời các bạn nào. Nào các bạn. Cùng với đó là ngày hôm nay phía đơn vị tổ chức cũng như là phía đại diện nhà trường thì cũng có rất nhiều các món quà để gửi tặng đến cho các bạn. Bạn nào chưa có quà thì liên hệ với ban tổ chức nhé, sẽ tặng các bạn những phần quà. Xin mời. Ok. Các bạn ơi, bạn nào là con gái hoặc là bạn nào chiều cao hạn chế tên mình đứng lên phía trước nhá, nếu không thì sẽ bị che mất mặt. Ok chưa? Các bạn nữ, đứng gặp hàng ngay sau hàng đầu tiên, hiểu? You can stand here, hiểu? Bạn nữ, di chuyển ở phía này. Chắc là một hàng đứng hẳn bên dưới. Rồi, ok, bình tĩnh. Đâu ạ, các bạn nữ sẽ đứng. Mời các bạn nữ di chuyển đến hàng thứ hai. Sát cái bụng này luôn, đứng ở trên bụng, sát mép bụng. Các bạn nữ nhá, bên này đâu? Các bạn nữ ở phía sau di chuyển lên đi. Các bạn nữ ở phía sau di chuyển lên nào. Ok, bạn nữ là di chuyển lên trên này. Nào, di chuyển lên đây.
bạn nam này di chuyển phía sau, cao di chuyển phía sau nhá. Ok chưa? Rồi. Cô đứa này đứng sát bên này cho anh nào. Đứng sát bên này luôn. Ok chưa? Đứng sát bên này. Ok chưa? Okay, so you can stand here, stand here. Beside the Ali and Sam, you. Yeah. Okay. Right then, okay. Right. Vâng ạ, các bạn nam. Ok. Bạn nam, gần một số ơi. Anh đứng giúp em. Gần một số bạn nam di chuyển lên phía trước là cho tôi một hàng ở phía trước này ạ. Vâng ạ. Các bạn nam ở hàng cuối cùng di chuyển lên phía trên này giúp anh. Các bạn nam ở hàng cuối cùng. Các bạn nam ở cuối cùng di chuyển lên phía trước là giúp anh nào. Em ơi, di chuyển lên phía trước này giúp anh. Ok. Rồi, hai bạn luôn. Ok, di chuyển ở phía trên này. Hai bạn nào ở phía sau di chuyển ở phía trên này giúp anh. Ba bạn luôn. Ok. Mời em. Ok, di chuyển ở phía trên này, trên này. Cho anh ba bạn ngồi ở phía này, chúng ta ngồi kiểu bóng đá nhá, ngồi kiểu như này đúng không? Ngồi kiểu cầu thủ bóng đá, nhá. Yeah. Được, thôi nhé. Không biết cái bàn này hạn chế nhỉ. À, có bạn là dùng ghế đúng không? Em đang dùng ghế đúng không? Anh Tiến đây, anh Linh có thể cho em sử dụng hàng ghế phía sau này cho các bạn đứng lên được không? Thì ấy hết. Giúp em một hàng ghế phía sau. Đây, các bạn đứng dạt ở trên này cho mình để chúng ta có một kiểu ảnh đẹp nhất. Anh Tiến cho em lên đây. Các bạn đứng lên ghế thì không được bỏ đâu anh. Các bạn đứng lên bỏ giày giúp mình được không? Bỏ giày nhá, để chúng ta có một kiểu ảnh thật đẹp được không? Ok, đẹp quá rồi. Bạn nào cũng rất là xinh luôn. Bạn nào cũng rất là đẹp trai luôn. Ok, cho anh xin ghế kể ra đằng trước cho nó nổi được không? Anh nhờ một tí, rồi, cho các bạn đây cầm này. You. Yeah, nào. Cho anh thêm mặt, đây. Các em cầm ở phía sau thì nó bị che mặt, đúng không? Thì cho các hàng ưu tiên cho hàng đầu thì mình cầm tí, nó sẽ nổi hơn. Ok chưa nhỉ? Các bạn ở phía sau đứng lên chưa? Chúng ta có 7 ghế đúng không? Dành cho 7 bạn nam ở phía sau cao nhất. Ok. Đẹp chưa các bạn thấy? Đẹp chưa? Quá là đẹp luôn. Ok, ở phía dưới này đang có một cái vị trí này đang bị khuyết này. Bạn có thể đứng luôn vào đấy không em? Em ơi, em đứng luôn vào để sát các bạn luôn. Ok. Good. Ok. Các camera, các nhà báo chúng ta thì đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng máy chưa? Ok, bây giờ nha, để chúng ta có hiểu ảnh đẹp nhất thì tôi sẽ phép được hô khẩu hiệu được không? Thì chúng ta sẽ có nụ cười thật tươi nhá. Khi mà tôi hô là Kim thì mọi người hô là Chi được không ạ? Kim Chi. Hô là 6 thì mọi người hô là 9. Xong mọi người hô là sướng cho mình cười tươi đúng không? Một số bạn đang đeo khẩu trang, cũng là bỏ khẩu trang được không? Để chúng ta nào xong với vẻ đẹp trai xinh gái của mình ra nào. Được không ạ? Thôi, quá tuyệt vời rồi. Bạn nữ ơi, bạn nữ có thể đứng lui vào trong được không để chúng ta có hình đẹp nhất. Em đang đứng nhưng mà đang đứng hơi xa. Em đứng gần và bạn nam đeo kính giúp anh. Đấy, rồi, đẹp rồi. Ok, good, thấy đúng không? Máy, ok, sẵn sàng chưa? Các bạn ơi, các giai sinh gái đẹp ơi đã sẵn sàng chưa? Bé quá, chưa nghe rõ gì. Sẵn sàng chưa? Nào, 2, 3, Kim. Tươi quá. 6. Rồi, Kim. Ôi, bây giờ mới là nháp thôi. Vừa là nháp xé nháp này. Bây giờ mới là thật này. Các bạn chú ý đây, nhìn thẳng vào phía máy ảnh. Vừa rồi mới là nháp thôi nhá. Bây giờ mới là thật này. Các bạn ơi, các trai xinh gái đẹp ơi, sẵn sàng chưa? Nào, 2, 3,
Kim. Kim. Bé quá, to hơn được không ạ? Kim. Kim. Rồi, Sung. Sung sướng đó. Hai bạn ạ, Sung. Nào nhìn thẳng vào đây máy quay ạ, không che mặt. Bạn nam ở giữa không che mặt nào, nhìn thẳng máy quay nào. Ok, thật tươi nào. Mắt long lanh, ai chụp ảnh đẹp nhất được nhận quà nhá. Nhận quà từ BLC Bluetooth Calix nhá. Sơn xem chờ nhá. Kim. Rồi, tươi rồi. To nữa được không? Kim. Rồi, rất tốt. Good. Sáu. Rồi, Sung. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy một hình ảnh tư liệu bằng video được không ạ? Bây giờ, cố gắng một tí nè, cố gắng thì đang rất đẹp rồi. Bây giờ tạo kiểu khác thôi, bây giờ thả tim nhá. Hashtag và thả tim nào. Nào, các bạn ơi, thả tim, tạo dáng thả tim nào. Ok chưa, ở phần phía dưới thả tim nào. Ok, bây giờ bắn tim chiêu chiêu nhá. Nào, chiêu chiêu nào. 2, 3, bắn tim nào, cười thật tươi, mắt lung linh nào. Good, very good. Một kiểu nữa, kiểu ảnh, yeah, kiểu này là kiểu học sinh thành công đúng không? Sắp thành sắc thành rồi. Ok, một kiểu nắm tay phía trước thật mạnh mẽ nào. Ok, 2, 3. Rồi, bây giờ sẽ quay video nhá các bạn ơi. Để cho tôi xin kiểu ảnh video ạ. Style Central Việt Nam đúng không ạ? Xin chào. Cái kiểu ảnh này để chúng ta có cái tư liệu đẹp nhất thì rất mong các bạn sang hợp tác với ban tổ chức một chút nhá. MC sẽ hô là 2, 3 thì các bạn hô là Study Central đúng không ạ? Study Central 2, 3 Study Central và 2, 3 lần thứ 3 chúng ta sẽ xin chào và đưa tay ra phía trước. Chào này, chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ để tay hơi thấp một tí bởi vì để tay cao sẽ bị che mặt. Chúng ta sẽ để tay ở vị trí tổng ngang ngực. Ok không ạ? Ok không ạ? Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Một kiểu để quay video nhá. Các nhà báo của các báo đã sẵn sàng chưa? Cameraman sẵn sàng chưa? Ok, nào. 2, 3, Study Center. 2, 3, Study Center. Và 2, 3, xin chào. Chưa được lắm, nháp thôi, bây giờ là thật này. Bây giờ mới là thật, chính thức nhá. Video này là chính thức này. 2, 3, Study Center. 2, 3, Study Center. Và 2, 3, xin chào. Ok không ạ? Hai lần đầu thì không đưa tay nhá, lần cuối mới đưa tay. Ok, already? Yes. 2, 3, Study Center. 2, 3. Và 2, 3, xin chào. Chưa đều. Once again. Once more. Once again. Ok. Cố gắng nhá. Study Việt Nam, Study Central Việt Nam xin chào. Ok, lại nào, một lần nữa nào. Lần này là một lần ăn luôn nhá, một lần được luôn này. Chính. Ok ạ, ở bên vị trí này có một bạn đang bị khuyết, bạn nào vừa đứng thì đứng lại được không? Ok, rồi. Bây giờ như này nha, bây giờ, này. Nghe lại khẩu hiệu này, Study Central. Và lần thứ ba là Study Central Việt Nam xin chào được không? Ok chưa? Thống nhất nhá. À, lần cuối, duy nhất một lần thôi. Study Central Việt Nam xin chào. Ok. Ok, đã hiểu đúng không? Nào, bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? 1, 2, 3 Study Central Việt Nam xin chào. Yeah. Thank you. Rất xuất sắc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok. Một lần nữa cho ban tổ chức và những người đến chương trình xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể các quý vị đã có chút thời gian quý báu hoặc là của mình để đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa trân trọng cảm ơn và xin chào. Anh đưa đi mày hả? Mày đưa về đi đi. Hai xe. Hai xe. Đưa về bên trường.